Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức cùng với lại chúng tôi trong ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Bản tin đầu trong phần tin thế giới cho biết là Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan âm thầm trong một thời gian. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ nhiều khả năng đã lây lan trong một thời gian mà không bị phát hiện. Họ viện dẫn hàng trăm trường hợp ca bệnh ở nhiều nước bên ngoài châu Phi. Theo lời của Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Ghebreyesus, cho biết rằng các cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng việc xuất hiện đậu mùa khỉ tại nhiều quốc gia cùng lúc cho thấy sự lây nhiễm không bị phát hiện đã diễn ra trong một thời gian trước đó. Vẫn theo tổ chức này, kể từ khi nước Anh ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên vào ngày 7 tháng 5, cho đến nay đã có hơn 550 trường hợp bệnh được báo cáo tại 30 quốc gia bên ngoài các quốc gia thuộc Tây và Trung Phi, nơi bệnh đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu. Theo lời của bà Rosamund Lewis, là chuyên gia đậu mùa khỉ của Tổ chức Thế giới, cho biết sự xuất hiện của nhiều trường hợp bệnh trên khắp châu Âu và các quốc gia khác chưa từng xuất hiện căn bệnh trước đây rõ ràng gây lo ngại và cho thấy việc lây nhiễm không bị phát hiện đã diễn ra một thời gian. Đậu mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc gần. Cho đến nay, hầu hết các trường hợp bệnh được ghi nhận ở những người đàn ông có quan hệ với người đồng giới. Mặc dù các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cho thấy đậu mùa khỉ lây qua đường tình dục, ông Titos nói rằng bất cứ ai cũng có thể nhiễm bệnh đậu mùa khỉ nếu như họ tiếp xúc gần với người bệnh. Tổng giám đốc này kêu gọi các quốc gia hãy tăng cường giám sát tình hình đậu mùa khỉ. Trong cùng ngày, thì cơ quan an ninh y tế của Anh cho biết là bệnh này dường như đã lây lan trong cộng đồng ở xứ England. Đợt bùng phát hiện nay là lần đầu tiên virus lây truyền từ người sang người tại xứ England, nơi mà các trường hợp bệnh chưa xác định được là có liên quan tới việc đi đến một quốc gia mà bệnh này được coi là bệnh đặc hữu hay không. Theo cơ quan an ninh y tế Anh, phần lớn các trường hợp bệnh là ở thủ đô London, trong đó 111 trường hợp bệnh là người đồng tính nam, song tính hoặc là nam giới có quan hệ tình dục với một nam giới khác. Chỉ có 2 trường hợp bệnh là người phụ nữ. Sang qua tin Ukraine, Ukraine phản công ở thành phố Severodonetsk. Quân đội của Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc phản công ở thành phố miền đông Severodonetsk, nhưng lực lượng của Nga vẫn kiểm soát 80% khu vực đô thị này. Thống đốc của tỉnh Lugansk là Sergei Gaidai trong ngày hôm nay cho biết rằng lực lượng của Nga không đạt được một bước tiến nào ở thành phố Severodonetsk trong đêm qua. Theo viên chức cho biết, 10.000 binh sĩ Nga đang nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố. Các đợt phản công do quân đội của Ukraine tiến hành đã cố đẩy đối phương ra khỏi một số đường phố và bắt được một số tù binh. Ukraine cho biết là họ chưa kiểm soát được toàn bộ thành phố và giao tranh vẫn đang diễn ra. Và viên chức này còn cho biết là lực lượng của Nga đang kiểm soát khoảng 80% thành phố Severodonetsk, một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine ở tỉnh Lugansk. Tỉnh này và tỉnh láng giềng là Donetsk tạo thành một vùng Donbass ở vùng đông của Ukraine, một trung tâm công nghiệp với nhiều nhà máy và mỏ than, nơi đây diễn ra các cuộc giao tranh lẻ tẻ kể từ năm 2014 khi phe ly khai thân Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ và thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Thành phố Severodonetsk
là thành phố Lysychansk là hai trong số những điểm cuối cùng ở khu vực Lugansk có sự hiện diện của quân đội của Ukraine. Lực lượng Nga đã bao vây thành phố Severodonetsk nhiều ngày, tiến theo nhiều hướng và đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi thành phố. Nếu kiểm soát được thành phố này, Nga sẽ có một bàn đạp quan trọng để tiến công sang phía Tây và nhắm vào thành phố Kramatorsk, nơi có bộ tư lệnh quân sự của vùng Donbass của Ukraine. Vẫn liên quan đến Ukraine, Tổng thống Zelensky thừa nhận là Nga kiểm soát 20% lãnh thổ của Ukraine. Trong một bài phát biểu qua video trước Quốc hội của Luxembourg trong ngày 2 tháng 6, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng Nga hiện nay đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ của nước này. Thông tấn xã Reuters đã dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết, chúng tôi phải tự vệ trước gần như là toàn bộ quân đội Nga. Tất cả các lực lượng quân sự sẵn sàng chiến đấu của Nga đều tham gia vào chiến dịch quân sự này. Ông cho biết thêm rằng chiến tuyến hiện trải dài hơn 1.000 km. Tổng thống Zelensky nói rằng tình hình khó khăn nhất là tại miền đông Ukraine, phía nam Donetsk và Lugansk. Chúng tôi đã mất từ 60 cho đến 100 binh sĩ mỗi ngày và khoảng 500 quân nhân khác bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ. Ông cũng tuyên bố là các lực lượng vũ trang của Ukraine đang giữ vành đai phòng thủ ở miền đông Ukraine, đồng thời tiến hành phản công và gây sức ép ở khu vực Kharkov. Tổng thống Zelensky cũng cáo buộc Nga đã theo đuổi một chính sách là đưa người dân Ukraine đến hầu hết các khu vực hẻo lánh của Nga, trong đó có 200.000 trẻ em. Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đưa những người này tới nhiều vùng trên lãnh thổ và cho họ định cư ở các vùng xa xôi. Mục đích của chính sách này không chỉ là đánh cắp người mà còn khiến cho những người đó quên đi tổ quốc và không trở lại quê hương được. Theo Tổng thống Zelensky, cho đến nay đã có ít nhất là 243 trẻ em bị thiệt mạng trong chiến sự, 446 em bị thương, 139 trẻ em mất tích. Nga vẫn chưa bình luận về cáo buộc của lãnh đạo Ukraine này. Theo một báo cáo tình báo mới nhất, thì lãnh đạo chính quyền quân sự của tỉnh Ukraine là Sehi Haidai cho biết là giao tranh đang tiếp diễn ở các khu vực phía nam và phía tây của Severodonetsk, trong khi các lực lượng của Nga đang tìm cách bao vây các tuyến phòng thủ của Ukraine. Sang qua Yemen, bản tin tiếp nối cho biết là các bên đối địch ở Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Trong ngày 2 tháng 6, đại diện của chính phủ Yemen và các nhóm vũ trang Houthi đã đồng thuận gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ngay trước thời điểm của thỏa thuận này hết hiệu lực vào 7 giờ tối cùng ngày theo giờ địa phương. Trao đổi với báo giới, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Yemen, ông Han Gernberg cho biết rằng, tôi muốn thông báo rằng các bên đối địch tại Yemen đã đồng ý với đề xuất của Liên Hiệp Quốc về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện tại ở Yemen thêm 2 tháng. Ông Greenberg nói thêm rằng thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn theo các điều khoản tương tự như thỏa thuận trước đó để cho thỏa thuận ngừng bắn được phát huy hết tiềm năng. Ông cho biết sự cần thiết là phải triển khai các biện pháp bổ sung, đặc biệt là vấn đề mở đường và hoạt động bay thương mại. Viên chức này của Liên Hiệp Quốc cho hay sẽ tiếp tục tiếp xúc với các bên liên quan để thực hiện tất cả các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, cũng như là hướng tới giải pháp chính trị cho cuộc xung đột nhằm đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của người dân. Lệnh ngừng bắn trên toàn quốc kéo dài 2 tháng giữa Liên quân Ả Rập do Ả Rập Saudi dẫn đầu và phong trào Houthi có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4 vừa qua và nhìn chung được tuân thủ đầy đủ. Liên Hiệp Quốc đã nỗ lực kéo dài thỏa thuận này để mở đường cho tiến trình thương lượng chính trị với sự tham gia của tất cả các bên ở Yemen và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 năm đã khiến cho khoảng 150.000 người bị thiệt mạng, trong đó có hơn 14.500 dân thường. Tin từ Úc cho biết là số trường hợp bị nhiễm cúm hiện nay đang tăng mạnh. Theo tờ báo The Guardian cho biết rằng, số trường hợp nhiễm cúm tại tiểu bang South Australia đang tăng mạnh,
khiến cho nhà chức trách lo ngại về áp lực đối với hệ thống y tế. Số liệu của Sở Y tế South Australia công bố trong ngày hôm qua cho biết số trường hợp nhiễm cúm được xác nhận tại nơi đây tăng lên tới hơn 1.800 trường hợp chỉ trong 7 ngày qua. Tình trạng này sẽ khiến cho giới chức y tế cảnh báo về sự gia tăng các trường hợp nhiễm cúm và các trường hợp nhiễm COVID-19 có thể khiến cho hệ thống y tế quá tải. Giám đốc của Sở Y tế là ông Chris Pixton kêu gọi người dân tiêm ngừa vaccine cúm miễn phí, góp phần bảo vệ tính mạng cho mọi người. Trong ngày 2 tới tháng 6, giới chức công bố số liệu cho thấy là số nhân viên nghỉ ốm trong nửa đầu tháng 5 cao hơn mức trung bình dài hạn là 50%. Giới chuyên gia nhận định mức nhiễm bệnh trong cộng đồng đang tăng cao bất thường. Theo báo cáo giám sát của bệnh cúm Australia và cập nhật hoạt động lần cuối vào ngày 27 tới tháng 5, tính từ đầu năm cho đến nay có hơn 38.700 thông báo gửi đến hệ thống giám sát các bệnh phải thông báo cho quốc gia, trong đó có hơn 26.000 thông báo có ngày chẩn đoán trong 2 tuần qua, cao gấp 3 lần con số thông báo trong 2 tuần trước. Báo cáo cũng cho biết là từ giữa tháng 4, số thông báo hàng tuần về bệnh cúm được xác nhận tại Úc vượt mức trung bình trong 5 năm qua. Nói về dịch COVID-19 ở Úc, trong ngày 2 tới tháng 6, họ cũng thông báo có hơn 30.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và hơn 40 người đã bị tử vong. Tiếp theo đây là phần thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại ngay.